Hello mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà để các bạn có thể kiếm thêm thu nhập ha. Thì đơn giản thôi, cái này những người nào mà hay sử dụng mạng internet á, hoặc là có thời gian rảnh vào vào buổi sáng sớm nè, mình chỉ cần dành ra 15 phút thôi trước khi bắt đầu ngày mới, hoặc là các bạn có thể dành ra 15 phút vào buổi tối trước khi đi ngủ ha, để mà mình kiếm thêm chút ít tiền gọi là thu nhập bỏ túi, pocket income. Đơn giản nha, cái công cụ này thì Bi đã sử dụng từ hồi mà học đại học tới bây giờ rồi ha. Bi đã sử dụng từ năm khoảng 2013, 14 gì đó. Hồi trước thì lúc đó chưa có tiền kiếm kiếm tiền mà kiếm free đó các bạn, thì nó kiếm rất là lâu, nhưng mà thời đó thì cái tỷ lệ lợi nhuận đó, nó nhiều hơn bây giờ đó. Và quan trọng là cái này là network ha, network các bạn mà cái các bạn mà có thể giới thiệu được nhiều nhiều bạn bè, rủ nhiều bạn tham gia chung với mình thì mình sẽ kiếm tiền được nhanh hơn. Là các bạn thấy nè ha, nhìn nhìn trên màn hình đây, ở bên góc cái trang web này, địa chỉ đây, catfish.com ha. Đó thì nếu như mà các bạn nào mà biết tiếng Anh thì dễ rồi, còn không biết tiếng Anh thì mình có thể sử dụng cái trình duyệt Google Chrome á, để mà nó có tích hợp sẵn Google Translate dịch ra tiếng Việt cho mình để sử dụng. Đầu tiên là các bạn sẽ đăng ký tài khoản nha, Bi sẽ để cái đường link để các bạn đăng ký tài khoản. Rồi sau khi mà đăng ký tài khoản xong thì hệ thống nó sẽ cho mình đây, cái giao diện của nó là như vậy nè. Đó không, ở đây Bi đã tham gia được một khoảng thời gian rất dài rồi ha. Cái trang web này cũng tồn tại được hơn cả chục năm rồi đó các bạn, mà tỷ lệ payout đó, nhiều những cái trang web kiếm tiền khác nó sẽ yêu cầu bạn đạt được một cái mức mức tiền nhất định ha, mà cái số tiền nó rất là cao, hầu như là rất khó để mà đạt được nếu mà các bạn không có đầu tư và không có chiến lược rõ ràng. Còn đối với cái trang web này thì nó chỉ yêu cầu 1 đô thôi, khi mà các bạn kiếm được 1 đô thì các bạn đã có thể mà rút rút tiền ra được rồi ha. Mình có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng thông qua ví điện tử Perfect Money. Ok, nếu như các bạn đạt được đủ cái mức rút tiền rồi thì Vi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn cách rút tiền, cách nạp tiền, đầu tư trong những video sắp tới. Đó, quan trọng là bây giờ mình sẽ làm quen với cái công cụ kiếm tiền này ha. Sau khi đây, đầu tiên khi mà mình đăng nhập vô á thì nó sẽ có gọi là login ad, làm cái quảng cáo khi mà đăng nhập. Thì chờ hết khoảng 15-20 giây, nó sẽ cho mình một cái điểm thưởng, là 25 điểm thưởng, nó gọi là bonus at point đó, BAP ha, mình gọi là BAP. Thì nguyên lý hoạt động của này là gì? Các bạn sẽ được cho điểm thưởng, các bạn sẽ được cho điểm thưởng ha. Đây, cái điểm thưởng này á, mỗi ngày đâu đó thì các bạn sẽ có, khi mà mới gia nhập á thì các bạn sẽ có được là 8 cái quảng cáo để kiếm điểm thưởng, thì mỗi cái là 8 8 điểm đó, thì đó mình sẽ có được 64 điểm, rồi cộng với cái điểm thưởng hồi nãy là 25 nữa là bao nhiêu, rồi là mình sẽ có 80 89 điểm hả? 8 89 điểm. 89 điểm. Cái này là do Bi xài lâu rồi Bi cũng không nhớ nữa, nhưng mà hình như là lúc mà mới đăng ký vào các bạn sẽ được nhiều hơn như vậy. Mỗi ngày các bạn sẽ được hơn 100 báp lận, hơn 100 báp lận ha. Tuy nhiên ở đây Bi sử dụng lâu rồi, có những cái thành quả nhất định rồi, số ad lead cũng nhiều rồi, cho nên là Bi cũng có thêm điểm thưởng nè, 64 báp nè, thấy không? Ngoài cái báp mà nó cho free ra, mình ngoài cái báp mà mình phải thích quảng cáo ra, nó không cho mình free vậy đó. Đó. Rồi đây, đây 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 là cách mình kiếm tiền nè các bạn. Đó, mình chỉ cần vào để mà mình thu hoạch tiền thôi nha, giống như chơi game nông trại xưa vậy đó. Trời ơi, khá là thú vị. Thì các bạn đầu tiên các bạn sẽ tích điểm cho mình cái phần điểm này nè, cái phần báp này nè, càng nhiều thì cái tỷ lệ trả tiền cho các bạn sẽ cao ha, nó sẽ quy đổi mỗi ngày khi mà có sau khi bạn đạt được một cái mức điểm nhất định á, là khoảng từ 2.000 điểm trở lên, nhớ không nhầm là như vậy, thì các bạn sẽ bắt đầu kiếm được tiền. Và tiền này sẽ từ đâu ra? Nó sẽ quy đổi từ cái điểm thưởng này qua thành tiền ha, ở dạng những cái quảng cáo có giá trị đô la như vậy đó. Thì sau khi mà mình click xong, mình thu hoạch hết tất cả những cái này thì cái số tiền ở trên đây của mình sẽ tăng lên nha. Và nếu như các bạn chơi free thì như vậy, còn nếu như mà các bạn đầu tư đó, đầu tư các bạn có thể bỏ ra một số vốn không cần nhiều đâu, chỉ cần 5-10 đô là các bạn có thể kiếm tiền thoải mái rồi. Đây thì với mỗi 1 đô các bạn có thể mua được điểm thưởng là 2.400 điểm, nhưng mà tỷ lệ quy đổi ngược lại á thì một với 2.000 điểm các bạn sẽ đổi lại được 1 đô. Thì các bạn có thấy cái sự lời ở đây chưa, cái tiền lời ở đây, cái 400 điểm mới là cái tiền lời của mình nè, là 20% lợi nhuận, 20% ha, 20%. Nhưng mà cái này nó không có quy định là bao thời gian là bao lâu ha. Nếu như mà các bạn chăm chỉ, các bạn tích cực, các bạn ảnh hưởng nhiều tới cộng đồng, các bạn có thể kiếm nhiều hơn nữa đó. Và cái thời gian mà mỗi ngày mình chỉ cần dành ra 1 phút, nó có cái thời gian nhất định để mà nó ra quảng cáo cho mình, chứ không phải là mình cứ phải vào đó suốt ngày đâu, cho nên là nó khá là tiện dụng, không mất thời gian nhiều. Đây thì mỗi 1 đô mình bỏ ra mình sẽ được 1,2 đô ha. Mỗi 1 đô mình bỏ ra sẽ được 1,2 đô. Thì các bạn nghĩ coi, 100 đô các bạn bỏ ra các bạn được bao nhiêu? 20 đô. Khá là dễ dàng đúng không? Mà không, khi mà các bạn gửi ngân hàng á, tiền đô các bạn đâu có được lãi đâu. Với lại đâu có ai mà cho các bạn cái mức mức lãi nhiều như vậy. Ngân hàng bây giờ hiện tại thì 1 năm chỉ đâu đó là khoảng 6% là nhiều rồi, đúng không? 6% là nhiều, mà trong khi lạm phát nó cũng nhiều nữa, thì 6% không lãi gì hết trơn.
rồi thay thay vì bây giờ mình kiếm tiền một cách dễ dàng nhẹ nhàng nhanh chóng như vậy đó, cái mức tỷ lệ này có thể nói là do bạn quyết định thôi. Các bạn có thể đầu tư nhiều hơn, tại vì ở càng cái mức càng cao cái nó gọi là gì đây, coi nè, bet group ha, nó có những cái cấp độ dashboard đây, nó sẽ có những cái cấp độ khác nhau. Ở đây Pi đang ở cái group 5 thì cái số tiền Pi đầu tư vô trong đây á là khoảng 50 đô, 50 đô ha, 50 đô thì Pi đang ở group 5. Mỗi một ngày như vậy nó sẽ ra khoảng đâu đó là 0,033 đô đó, 0,033 đô thì 10 ngày là 0,03 và một tháng sẽ là được 1 đô đó. Chủ yếu là nếu mà tính bình thường như vậy nè, tại vì cái này là trung bình, mức thấp nhất là 1 đô, một tháng sẽ được 1 đô ha, là mình kiếm chay thôi đó, còn mình không có nạp tiền vô, mình không có chơi những cái offer khác, không có làm những cái thao tác khác để mà kiếm offer, kiếm thêm tiền. Còn đây nè, nếu như mà các bạn giới thiệu được bạn bè mình cùng tham gia chung với mình á thì mình sẽ được hoa hồng 5% từ cái số tiền mà họ kiếm được ha. Ngoài ra khi mà họ đầu tư vào á, họ đầu tư vào cái kênh của họ đó thì cái tài khoản của họ thì mình sẽ có được hoa hồng là 1% nữa đó. Và cái này hay một cái là khi mà các bạn tham gia một cái network á, cái người mà giới thiệu các bạn có thể cho các bạn được cái số điểm, có thể tặng cái điểm cho các bạn. Thì ví dụ như ai mà thực sự nghiêm túc tham gia cái này thì có thể liên hệ với Bi, Bi sẽ có thể hướng dẫn cho các bạn những cái bước đầu hoặc là hỗ trợ các bạn có được một cái số điểm nhất định để mà các bạn có thể dễ dàng hơn trong việc kiếm tiền của mình, nó không cái làm cho cái hành trình của mình nó trở nên đơn giản nhẹ nhàng và không không nản ha. Đó, rồi bây giờ Bi sẽ làm thử cho các bạn coi nè, đơn giản lắm. Rồi, bấm cho phép này ha. Rồi bây giờ bắt đầu thu hoạch nè, 0,01 đô. Cái này Bi cũng được giới thiệu từ một cái người bạn lâu lắm rồi, cho nên là khi mà Bi kiếm số tiền Bi kiếm được đó thì cũng cũng trả hoa hồng qua cho các bạn đó là 5%, bạn cũng bình thường thôi. Rồi sau khi các bạn click vào cái quảng cáo đó thì nó sẽ thể hiện ra cái này, thì các bạn cần phải xác nhận đúng cái hình ở đây, nó kêu là hãy chọn vô cái biểu tượng guitar nè, đây thì mình chọn vô guitar và mình bấm xác nhận thôi đó. Các bạn nào không biết tiếng Anh đó thì lúc này nó sẽ tự Google nó sẽ tự dịch ra cho mình ha, đó dịch ra cho mình thì mình cứ làm theo thôi, đơn giản. Rồi chờ khoảng 15 đến 20 giây, có khi là 30 giây rồi để mình thu hoạch tiền, trả tiền về tài khoản thôi. Khá thú vị các bạn. Bây giờ thời buổi công nghệ hiện đại rồi, các bạn nên tận dụng những cái gì mình có thể có để kiếm được tiền, chứ ngồi chơi game không. Nếu như mà các bạn kiếm được tiền từ việc chơi game thì không có gì để nói đó. Các bạn có tại vì có rất nhiều người có thể kiếm được tiền tại vì chơi game, xong khoảng thời gian có thể bán tài khoản hoặc bán những cái sản phẩm mình kiếm được trong game đó, kiếm được khá là nhiều tiền luôn. Thì mình cũng rất khá là ngưỡng mộ những cái người đó, tại vì họ chơi game thật sự giỏi luôn, họ có đầu tư ha. Rồi ở đây nè, chọn robot nè, bấm vô robot đó, nó sẽ tự động, nó sẽ có cái nút là chuyển tiếp qua những cái quảng cáo khác của mình, không có cần phải tốn nhiều thời gian, cứ bấm và bấm 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 thôi. Cuối cùng mình sẽ chờ tiền tăng lên thôi. Khá thú vị ha. Nè các bạn thấy là tiền nè, sẽ xuống này đó. Rồi thì cái thời gian làm này tại vì do Bi vừa làm vừa quay video vừa chia sẻ cho các bạn, cho nên là nó hơi bị lâu một chút xíu thôi. Còn các bạn mà cứ tập trung vào làm ấy thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều ha. Rồi xong rồi các bạn ha, Vi đã thu hoạch xong 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 cái nhiệm vụ ngày hôm nay rồi đó, thì cái này số dư đã thay đổi rồi nè các bạn ha. Bây giờ Vi sẽ cho các bạn xem cái lịch sử rút tiền của Vi đó nè, đâu có nói điêu đâu, đây các hình thức các bạn có thể nạp tiền và rút tiền ha, đó là những cái ví mà có thể liên kết nè đó. Bây giờ số tiền này vẫn có thể rút ra được nhưng mà Vi sẽ không rút, tại vì sao, tại vì nó sẽ trừ phí các bạn, trừ phí khá nhiều nè. Vì ta từng rút 2,49 đô rồi nè, bây giờ 2,57 đô rồi đó, các bạn thấy không, đây là sử nạp tiền và rút tiền ha. Đây nói không phải nói điêu chứ, cái lần đầu tiên rút tiền là 10 đô đó, 10 đô ngày 11 tháng 4 à, ngày 14 tháng 11 năm 2014 đó đó, rút 10 đô nha. Lúc này thì lúc còn học đại học đâu có tiền đâu, đầu tư gì đâu, kiếm chay đó, kiếm chay không có đầu tư gì hết mà kiếm được 10 đô ha. Rồi nè, sau đó mình rút 6 đô nè, đó, tháng 11 rút 10 đô, tháng 12 rút 6 đô, rồi xong rồi tháng 1 năm 2015 rút 21,7 đô. Rồi cái khoảng thời gian này nè là lúc đó nó bắt đầu thay đổi cái hình thức qua một cái dạng như là giống như kiểu chơi cổ phiếu đó. Lúc này là Bi quyết định là Bi bán hết cái cổ phần của Bi nè đó, Bi rút được 21,7 đô rồi đang từ bỏ luôn. Sau khoảng thời gian là tiếp tục kiếm được 2, cái thời gian này rút tiền ra để làm gì, đi đám cưới của bạn thân nè các bạn. Đi đám cưới 500.000 luôn, tại thời điểm đó có tiền đi đám cưới 500.000 luôn, vậy chưa. Nè từ 2015 cái tới 6 năm rồi đó, bây giờ có tiền rồi mà vẫn cái mức này vẫn chấp nhận được đúng không? Ở giờ dưới quê đi đi đám cưới cũng khoảng 1-200 ngàn ha. Nè rồi xong rồi tiếp tục nè, rồi xong cái lúc mà 2017 này là cũng đã có tiền rồi, đi làm rồi có tiền nè, bắt đầu nạp tiền vô
rồi rút ra nè, $1 nè, $1 nè, $3 nè, rồi cộng vô nè, đó đó, bỏ phải một khoảng thời gian sau luôn nè. Đây là lần cuối cùng nè, đó, năm 2018 nè, cái bắt đầu dạo gần đây rảnh rỗi xin ông nội ở nhà mà mùa dịch nè, kiếm thêm tiền, nó bắt đầu bỏ thêm tiền vô đầu tư nè, và lần gần đây nhất là rút vào ngày 2 tháng 8 là rút 5,5 đô nè các bạn. Đó đó, thì hy vọng là sau cái video này các bạn sẽ có thêm một cái động lực để mà mình kiếm thêm tiền online ha. Thời gian các bạn đã dành ra để lướt web, lướt Facebook cũng khá là nhiều đó, chiếm phần lớn trong ngày, trong khi các bạn có thể nhín lại một ít khoảng 15 đến 30 phút để các bạn tham gia thêm những cái này nè, nó có ích cho các bạn trong cái việc kiếm thêm thu nhập bỏ túi, cũng giảm cho các bạn đỡ căng thẳng hơn và có thể kết nối cộng đồng nhiều hơn ha. Link đăng ký mình sẽ để phần mô tả video, các bạn nhớ tham gia đi, rồi cần hỗ trợ gì thì liên hệ với Bi, sẵn lòng giải đáp tất cả các thắc mắc, cũng như có thể hỗ trợ các bạn cái bước đầu để mà mình có thể đủ điều kiện kiếm những cái đồng thu nhập ban đầu ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Bi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và may mắn, luôn thành công trong những cái dự định của mình. Nhớ follow Bi nha. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.